Hello mọi người, đi xem nào. Nay mẹ phải ở nhà trong nhà, còn với bố đi chơi đây. Chuẩn bị cái chuyến dã ngoại đầu tiên của con trai sau 3 năm xa quê. Đâu? Và 6 tháng ở nước. Đấy, hành trình của con đấy. À quên nhỉ. Có nhiều cam quá. Cam này, sữa này, bánh này, coxi này. Nước lọc lại để sẵn trên xe rồi. Vâng. Tiền đâu? Cầm đầy đủ chưa? Tiền hả? Tiền đấy. Cầm sẵn đủ giấy lên xe chứ điện thoại trên xe ô tô đấy. Tiền đấy. Thôi, chuẩn bị đi thôi mẹ ơi. Bye bye. Bỏ cả bịch giấy xe nhấn nước của mẹ để trên xe. Vâng. Hôm nay thì bố con Quân sẽ đi sang Nam Định mọi người ạ. Sang Nam Định để đi du lịch. Mọi người mà sang Nam Định thì chỉ phải test nhanh thôi chứ không cần phải PCR cả. Nên là cũng khá là tiện thôi mọi người ạ. Đây mọi người ơi, chuẩn bị tới chốt cầu Tân Đệ rồi mọi người ạ. Tới chốt thì mọi người phải xuống để khai báo y tế hành trình mà mọi người sẽ đi ấy. Nên là cũng mất cỡ khoảng 15-20 phút gì đó. Thực ra thì hôm nay bố con Quân đi mua một chiếc máy xúc mới. Không nói đùa mọi người nữa. Bố con Quân sang Nam Định để xem một chiếc máy xúc người ta đang làm và người ta không còn nhu cầu làm việc nữa thì bố con Quân đi xem và có ý định mua lại mọi người ạ. Bây giờ thì đang đi đón một chú thợ máy, chú ấy có kinh nghiệm thì sẽ dễ dàng hơn đấy. Lại một hành trình hơi bị dài luôn mọi người ạ. Thì cái máy đó người ta không có việc nhưng mà bất chợt người ta lại có một chút công việc ở gần bãi biển cái gì ấy, nên là bây giờ bố con Quân đã ra gần đến chỗ đấy để xem máy rồi. Đây mọi người ơi, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cả nhà con đi xem cái máy xúc để mua mọi người. Còn nhớ chú Hưởng không? Chú Hưởng là thợ máy của nhà Quân ấy. Thế là hôm nay chú cũng đi cùng luôn để thử máy. Phải có vài ba người thử rồi đưa ra những lời nhận xét thì sau đó thì mình mới đưa ra một quyết định cuối cùng mọi người ạ. Quân thì cũng chưa hiểu biết gì về máy móc nhiều nhưng mà nghe bố mấy các chú nói chuyện thì chiếc máy này cũng còn khá là ngon. Tuy nó cũ rồi và cũng có một chút khói nhưng mà chiếc máy này vẫn còn rất là ok luôn mọi người ạ. Như bố Quân nói thì xem máy và mua lại máy của người dùng như này thì sẽ tốt hơn là mình đi ra bãi và mình mua. Tại vì ra bãi thì mình không biết là chiếc máy đấy còn làm việc được ổn định hay không. Người ta cứ dựng ở đó thôi, đâu có biết là người ta làm cái gì với chiếc máy rồi. Có thể là người ta sơn xi lại đẹp hơn nhưng mà biết đâu chiếc máy nó lại không được ngon như vậy. Đây rồi, đến lượt xếp tổng lên thử máy rồi mọi người ạ. Bố Quân thì không học qua một cái trường lớp gì về máy móc cả nhưng mà với kinh nghiệm cỡ khoảng 3-40 năm làm việc ở bãi ấy, mấy cả cũng trải qua rất là nhiều những đời máy xúc của chỗ này là bố Quân biết rất là nhiều về máy móc. Rồi các thứ máy cẩu, máy xúc linh tinh ấy. Nên bố Quân nói chuyện về máy móc này đôi khi mình không hiểu ấy. Nhiều từ ngữ chuyên môn, chuyên ngành lắm. Quân cũng chỉ biết nghe thôi.
Xem máy thì cũng đã đến trưa rồi, thế là cả nhà rủ nhau đi ăn đã và bàn luận thêm về cái giá cả để xem là có quyết định mua hay không. Phải ăn cơm rồi ngồi suy nghĩ rồi đưa ra quyết định mọi người ạ. Có thực mới vực được đạo ấy. Động cơ ô tô với động cơ máy xúc khác nhau. Nó khác nhau. Nó khác nhau cái gì? Cái thứ nhất là con máy xúc tua nó phải nhanh, khỏe rồi nhưng tua nó phải nhanh. Cái vòng tua nó phải cao, máy xúc cái vòng tua phải cao. Thế bây giờ một con động cơ 4 máy, con turbo. Bây giờ nếu như anh mua với điều kiện đã có turbo là vòng tua phải cao. 4 máy con turbo. Ví dụ thì là mua con cứ còn 4 máy là 120. Nhưng con này mà không turbo thì không chiến được anh ạ. Con này một turbo quá ở chịu quá. Máy về mà làm được nó phải tầm 560. 120 làm ngon này. 560. Sau một hồi nghỉ trưa thì bố con Quân đã quyết định lấy chiếc máy này. Hơi bị trục trặc một xíu bởi vì cái Ford này người ta phải đi test Covid mấy cả làm xét nghiệm linh tinh ấy. Bố con Quân phải chờ cỡ 3 tiếng á mọi người ạ. Lúc lên máy thì trời mưa to mấy cả gió to dã man luôn mọi người. Quân sẽ quay lại cho mọi người nguyên cảnh một chiếc máy xúc lên Ford để di chuyển như thế nào. Đây mọi người thấy cái xe không? Người ta sẽ có hai cái T-Bend, người ta đẩy cái đầu lên để nó dốc xuống, rồi máy xúc từ từ để bò lên trên luôn mọi người này. Đấy, cái anh chủ máy là người lên phò hộ bố Quân. Thực ra thì chú Hưởng cũng lên được phò nhưng mà anh ấy vẫn muốn lên phò lần cuối, chắc là để chia tay máy ấy, mọi người. Nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Anh này là thợ lái máy cỡ khoảng 20 năm rồi sao ấy, Quân cũng không biết. Mọi người thấy không? Lái máy rất từ tốn luôn kìa. Chỉ cần lệch đi một ly thôi là có thể sẽ đổ máy. Bị nghiêng đi là sẽ bị đổ máy đấy mọi người. Ok mọi người nha, máy đã lên phọc rồi, bây giờ chú Hưởng sẽ theo máy về và bố con Quân phải đi đây. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người sau nha.